Một thông tin nóng mà chương trình vừa cập nhật tại tỉnh Hậu Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Mỹ vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Phương Chung, sinh năm 1998, trú ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ về hành vi sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Theo kết quả điều tra từ tháng 4 năm 2022, Nguyễn Phương Chung bắt đầu vay tiền một người hàng xóm mỗi lần từ 20 đến 30 triệu đồng. Sau 2 tháng, Chung hết khả năng thanh toán và muốn vay tiếp thì chủ nợ đồng ý nhưng phải thế chấp. Lúc này Chung đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng rồi đưa cho chủ nợ để vay 190 triệu đồng. Có trượt tiền, Chung biến mất và không liên lạc được nên chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an. Bước đầu Chung khai, tiền chiếm đoạt dùng để trả nợ do cờ bạc và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.